Những ngày qua, cùng lực lượng quân đội, các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương tham gia vận chuyển cấp nước miễn phí cho người dân vùng hạn mặn, thì còn có sự vào cuộc của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân tại địa phương. Sự giúp đỡ san sẻ những giọt nước ngọt trong mùa hạn mặn càng làm cho tình quân dân, tình nghĩa làng xóm thêm bền chặt. Là cán bộ dân phố của thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông Đinh Văn Quý vẫn chạy xe kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, gần một tháng nay, số tiền kiếm được từ nghề này, ông đã dùng hết cho việc thuê xe, chở nước cho người dân trong xóm mình. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rõ những khó khăn trong mùa hạn mặn khốc liệt này. Tôi thì người chạy một đau ôm, nhưng mà tôi cũng làm bảo vệ dân phố ở thị trấn Vàm Láng. Tôi cũng có số tiền chạy hàng ngày vậy đó, được 100-200 ngàn, tôi mướn xe lâu chở nước cho bà con. Như vậy đó rồi bà con mừng rỡ dữ lắm, bà con nói ao ước làm sao mà được 3-4 ngày vậy đó, rồi chở cho chiến 3-4 ngày chở cho chiến vậy đó, cho bà con mừng lắm. Cũng như ông Quý, nhiều người dân ở khắp các khu phố, xã phường khác của huyện Cai Lậy cũng tham gia vận chuyển nước cho bà con xóm mình. Như cựu chiến binh Nguyễn Văn Cảnh, hơn nửa tháng nay, ngày nào ông cũng túc trực cùng bộ đội cấp nước cho người dân. Mình phải làm thôi, giờ lớn như mình làm được không cứ làm. Cái việc nào làm được thì mình cứ tham gia. Chứ đâu phải nó lớn tuổi ở nhà. Bây giờ lớn hay nhỏ tuổi thì cũng đều tham gia. Tôi có thể cái trong địa phương này, ở xã này giờ cái gì gọi thì tôi cũng tham gia. Mình không phải nói là cái công việc của gia đình thì riêng, mình bờ gác lại đó. Ngày mai mình làm được, ngày nay mình đi làm cho nhân dân, cho xã hội. Em là tài xế, nhưng mà quê hương ở đây. Thấy vùng quê mình thiếu nước vậy nè, đem xe về mình trả hỗ trợ cho bà con. Đồng hành cùng người dân, các lực lượng quân sự, biên phòng, hải quân, công an cũng có mặt ở nhiều địa phương. Hàng chục chuyến tàu, hàng trăm chuyến xe vận chuyển hàng chục ngàn khối nước ngọt được trao tận tay từng gia đình. Hầu hết các hệ thống vòi nước công cộng được mở, ao hồ dã chiến cũng được bố trí nhiều nơi, chung tay giải cơn khát cho người dân vùng hạn mặn ở miền Tây. Đội biên phòng cho được cái thùng nước vậy là chú quá mừng, quá vui. Cảm ơn mấy chú bộ đội, có mấy chú xách nước rồi dùng cũng mừng lắm. Bây giờ để phục vụ cho nhân dân thì nếu mà chỉ riêng lẻ một ngành nào hoặc một đơn vị nào thì không thể nào làm nổi cái công việc này. Sự hỗ trợ của các là doanh nghiệp và các mạnh thường quân thì nước sinh hoạt trên địa bàn của chúng tôi là nói chung là trong cái hạn mặn này nói đến thời điểm bây giờ thì là đảm bảo. Còn rất nhiều câu chuyện và sự sẻ chia như thế với bà con vùng hạn mặn. Trong những ngày tháng gian khó, sự sẻ chia, hỗ trợ ý nghĩa sẽ giúp họ có thêm niềm tin và động lực để vượt qua giai đoạn hạn mặn khắc nghiệt này.